Anh Thịnh đưa em đi đâu vậy? Hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa với em. Mà em có nhớ anh đã hứa gì với em không? Anh hứa với em quá trời luôn. Làm sao em biết á anh thực hiện lời hứa nào chứ? Ơ, vòng qua đời đầu nè, dễ thương quá anh. Của anh đó, làm vợ anh nghe. Chả anh nè, ai thèm chứ. Thanh Trúc, em có bằng lòng làm vợ anh không? Anh muốn cưới em. Nói cho anh nghe, em có chịu làm vợ anh không? Thì anh Thịnh hỏi má đi, hễ mà má chịu gả thì em ưng thôi. Người lớn đang nói chuyện với nhau ở nhà. Bây giờ anh chỉ muốn biết lòng em. Em có thương anh giống như là anh thương em không? Anh này lạ ghê á, biết rồi mà còn hỏi. Nhưng mà anh Thịnh ơi, anh đau quá. An, chị Trúc, chị bình tĩnh lại đi. Chị Chim Bao thấy gì mà chị hét dữ vậy? Tôi nằm tuốt dưới bếp á, mà tôi nghe, tôi chạy vô đây nè. Là Chim Bao sao? May quá, không phải là sự thật. Nhưng mà chị nằm Chim Bao thấy cái gì? Chị nói tôi nghe coi. Chị thấy chị và anh Thịnh đang đi trong rừng, thì tự nhiên anh Thịnh biến mất, rồi mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối đen lại. Liệu có phải là điềm chẳng lành không em? Ừ, chị bình tĩnh đi. Nằm mơ thấy anh Thịnh biến mất hả? Rồi mọi thứ tối đen lại nữa. Thôi chết rồi chị Trúc ơi, toàn mấy cái điềm xui rủi không à. Có khi nào Chim Bao điềm báo chị với anh Thịnh không tới được với nhau không? Đừng có anh nói bậy bạ. Má lớn. Trúc. Má. Trúc à, má nghe con kể chuyện cho con An nghe rồi. Bình tĩnh nghe má nói nè. Thường người ta nói á, chuyện á nó sẽ đi ngược lại với Chim Bao, con đừng có sợ nghe. Có chuyện gì không hả má? Bình tĩnh đi con. Còn con An, mày ăn nói bậy bạ để cho chị mày lo thêm kìa. Dạ con xin lỗi má lớn. Chắc hổm rày á, con trông ngóng thằng Thịnh nhiều quá rồi suy nghĩ lung tung, đâm ra Chim Bao bậy bạ. Bây giờ bình tĩnh nghe má nói. 2 tháng trôi qua nhanh thôi, chắc chắn cậu Thịnh sẽ trở về với con. Yên tâm nghe, không có khóc đâu á. Nín đi, bây giờ ngủ tiếp nha. Má ngồi đây với con, đừng có sợ gì hết nghe. Ngoan, má mới thương nghe không. Lại ngủ liền đi con. Mày đứng đó mà nhìn, đi ngủ đi. Dạ, con thương má lắm. Nhắm mắt lại ngủ đi, có má ở đây không sợ gì hết nghe. Dạ. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.